Vỗ tay, vỗ tay. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng tới rồi. Ủa, nay ngày gì mà ông vui dữ vậy ông? Thì còn ngày gì nữa, đặt tên cho các cụ. Đặt tên cho các nhạc cụ. Ủa, đặt tên cho nhạc cụ sao ông lại vui? Chứ bình thường ông không vui hả? Thì bình thường á, đặt tên cho đồ ăn thức uống đồ á, đâu có ăn được đâu, toàn nhìn không à. Còn bây giờ đặt tên cho các nhạc cụ á, thì tha hồ mà nghe nhạc. Ê mọi người ơi, chần chờ gì nữa, tặng cho ông chơi một bài nhạc đi nào. Ủa, nhạc nhạc hả? Ok luôn, ông chịu. Các con bắt đầu đi nào. 3, 2, 1. Ủa, ủa, cái nhạc gì mà như nhạc đám ma vậy? Ủa, ủa, khoan, 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 tắt nhạc, tắt nhạc. Ủa, tụi bay giỡn mặt ông hả? Tặng ông sao lại tặng nhạc đám ma? Có lộn bài không vậy? Dạ không ông ơi, đúng bài rồi đó. Ủa là sao? Là tụi bay muốn ông... Hả? Gì vậy? Ông hiểu nhầm lòng tốt của tụi con rồi. Bây giờ ông trả lời cho tụi con nghe nè. Có phải là nhạc đám ma, người ta sẽ mở lúc mà có người... đúng không? Đúng. Lúc mà người ta bạn bè người thân sẽ tới viếng để tiễn người đó về trời, đúng không? Đúng. Về trời là về với ông á, là ông có thêm bạn, ông phải vui chứ, đúng không? Ủa là sao ta? Sao tự nhiên nó nói vô lý mà nghe nó thuyết phục dữ vậy trời? Ủa giờ cãi lại sao ta? Thì thôi mày đừng cãi nữa. Sao ta? Thôi bỏ cái đó qua bên đi ông ơi, giờ mình tập trung đặt tên đây nè. Giờ nói gì ta? Ông ơi, tập trung đặt tên đi, chưa nửa ngày rồi. Từ từ đã, cãi lại gì ta? Ông ơi, Gì ta? Gì ta? Ủa, cái gì vậy? Đứa nào là ông hết hồn vậy? Là tôi làm đó, đặt tên không lo đặt, cứ gì ta hoài. Không ấy ông đặt tên tôi lại gì ta luôn đi. Đặt lại gì ta luôn đi. Ok. Cái đó là mày nói đó nha. Guitar. Bực mình thiệt chứ. Nãy tao cãi không lại là tao đã tức rồi. Mày còn đổ thêm dầu vô lửa nữa. Ok. Coi như là hôm nay tôi xui. Tôi chấp nhận. Mọi người ở lại vui vẻ. Tôi về trước. Bye bye. Đó tụi mày thấy chưa? Tự nó đòi đặt tên guitar chúng mày hết đó. Bây giờ thái độ nó vậy đó. Ủa là sao vậy? Sao tự nhiên nó có tên trước vậy? Con là đứa đầu tiên mà. Thì tại vì nãy thằng guitar nó làm ông bực mình cho nên là ông đặt tên cho nó luôn. Thì bây giờ là tới lượt mày nè. Không được. Phép tắc lẹ nghĩa ở đâu ra? Con là đàn anh của tụi nó thì con phải có tên đầu tiên chứ. Ủa? Mày là đàn anh của tụi nó? Ê, ở đây có đứa nào cho nó làm đàn anh vậy tụi bay? Không có ai hết ông ơi. Nó tự xưng vậy thôi à. Thôi vậy thôi, bỏ qua cái đó đi. Cứ coi như guitar là đứa thứ nhất, còn con là đứa đầu tiên. Ủa là sao? Đứa thứ nhất với đứa đầu tiên thì khác gì nhau? Nó không có khác gì đâu ông ơi, nhưng mà nói chung á, con không phải là đứa thứ nhất á thì con cũng phải là đứa đầu tiên. Thôi mày phiền quá. Mày là đứa cuối cùng á, lui sau đi. Ủa gì vậy ông? Con không chịu đâu, con nằm lại ở đây ăn vạ cho ông coi. Mệt dễ sợ mệt luôn á. Bây giờ mày tự nhận mày là đàn anh đúng không? Ok, đàn anh. Dạ, cảm ơn ông. Cái tên này thật sự rất là phù hợp với con à. Ủa, alo luôn á. Đàn anh cái kiểu gì mà đi ăn vạ? Rồi còn tanh đặt tên trước nữa chứ. Thì đàn tanh ấy chứ đàn anh cái gì. Ê, nghe cũng hợp lý quá nha. Vậy bây giờ mình đổi lại đi. Đàn tanh. Ủa ông. Nãy ông đặt cho con rồi mà sao tự nhiên ông nghe lời nó đặt lại chứ vậy? Tại ông thấy nó nói cũng đúng á. Có gì thì mày nói chuyện với nó đi, đừng có hỏi ông. Ars, cái bạn kia, bạn tên gì vậy? Ủa alo, tôi làm gì đã có tên đâu. Bạn tranh đặt tên trước á nên tôi giờ đang vẫn ngồi chờ nè. Ha, tôi chờ bạn trước cổng trường nha. Ê lộn, tôi chờ bạn trước cổng trời nghe chưa. Liệu hồn đó, chào. Làm thấy ghê quá. Ủa alo, tự nhiên con có một thắc mắc nha. Không biết có nên hỏi không ta? Không, không nên hỏi. Thì có nên hỏi không ta? Về cái tên đàn tranh á. Không, không nên hỏi. Cái tên đàn tranh á mà lỡ người ta nghe, người ta tưởng đó là tranh thay vì là đàn thì sao ta? Ủa alo? Đã nói đừng có hỏi mà. Ủa alo? Chỉ là một thắc mắc nhỏ thôi mà không cho người ta hỏi nữa là sao trời? Vậy thì lúc đó mày hỏi luôn đi. Mày đặt có một câu hỏi không biết có nên hỏi hay không. Cái tên đàn tranh á chỉ có một mình mày mới nghĩ đó là tranh thôi á. Chứ bây giờ mày nghĩ thử đi. Bàn chải, có từ bàn trong đó mà có đứa nào nghĩ nó là cái bàn không?
Ủa alo gì? Mà là cái điện thoại gì mà ủa alo? Người ta là Càng ông ơi. Oh my god ông luôn á. Oh my god. Còn bày đặt tiếng Anh nữa. Cái điện thoại trong tiếng Anh á là phone. Ủa alo, oh my god. Đừng nói là định đặt tên tôi là phone nha. Sao mà được con? Mình phải thêm một hay hai âm gì đó trước từ phone để mà còn phân biệt với cái điện thoại nữa chứ. Ủa alo, really? Nghe ông nói mà muốn sặc luôn vậy đó. Nghe mà muốn sặc hả? Sặc phone hả ta? Gì mà sặc phone? Nghe tên gì mà nghe sợ quá vậy? Sợ nó hả? Vậy thì sặc phone sợ. Sợ phone sặc. Sặc sợ phone. Sặc sợ phone. Sặc sặc sợ phone. Ủa alo, really? Rồi, giờ xong lượt mày nha. Đứa tiếp theo. Oh my god. Ủa cái âm thanh gì vậy? Cái tiếng gì mà nghe nó buồn sát sơ vậy tụi bay? Dạ là con đó ông ơi. Nhạc nó phải sát sơ như vậy á, nó mới đúng với tâm trạng của saxophone. Ủa alo, sao mà chị quan tâm tới mỗi tâm trạng của nó vậy? Còn tâm trạng của ông thì sao? Tâm trạng của ông ấy hả? Ai đó cho tôi một miếng nhạc thể hiện tâm trạng của ông trời được không ạ? Ủa cái gì vậy? Đứa nào dám? Dạ, đứa này nè ông ơi. Tâm trạng của ông sao á thì âm thanh nó vậy à. Là mày nghĩ tâm trạng của ông là đang đùng đùng như vậy hả? Mày có biết á, ông đang thực sự cảm thấy như thế nào không? Dạ không. Ủa chứ ông cảm thấy sao? Ông cảm thấy trống rỗng lắm. Trống rỗng hả? Cái từ này nghe quen lắm nha. Mà bình thường á, nói về cảm xúc á, người ta có dùng từ trống rỗng không ta? Cũng có, nhưng mà ít lắm. Thường thì người ta nói là gì? Cái hộp trống rỗng, căn phòng trống rỗng, hoặc là cái đầu ông trời trống rỗng. Tụi bay mới nói gì? Đầu ông trống rỗng? Ý tụi bay là tao tới đây đặt tên mà để quên não ở nhà chứ gì? Trống rỗng á là hai đứa bay á. Trống rỗng. Ủa trống rỗng là sao vậy ông? Tao đặt vậy cho tụi bay nhớ, thấy ghét à? Rồi xong luôn. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác thế nào gọi là trống rỗng. Ông ơi, con không có chịu đâu nha. Dù bên trong con là rỗng thiệt, nhưng mà con không có chịu tên rỗng đâu. Chứ bây giờ mày muốn tên gì? Cái ruột mày rỗng á thì đặt tên rỗng mà đúng rồi. Thôi bây giờ vậy đi. Con muốn một cái tên hai chữ mà nó cũng có chịu rỗng ở trong đó, thì ông có chịu không? Từ gì? Nói nghe thử. Dạ, sáo rỗng. Sáo rỗng. Mày có biết cái nghĩa của cái từ sáo rỗng là sao không? Mà mày lấy cái từ sáo rỗng. Dạ, con biết mà. Nhưng mà ông cứ đặt cho con vậy đi. Ok, thích thì chịu. Sáo rỗng. Rồi, anh kỹ thuật ơi, anh kỹ thuật. Anh xóa giúp em cái từ rỗng nha. Rồi lát em mời anh một bịch bánh tráng trộn. Ủa cái gì vậy trời? Yes, đúng rồi, cảm ơn anh. Thằng kỹ thuật, gan mày cũng to lắm rồi đó, sao mày dám hả? Mày để lại chiều rỗng cho ông cho mày hai bịch bánh tráng trộn. Anh kỹ thuật ơi, 3 bịch bánh tráng trộn. 4 bịch. 5 bịch bánh tráng trộn cộng 1 ly trà sữa. 5 bịch bánh tráng trộn cộng 1 ly trà sữa full topping cộng 5 que cá viên chiên. Em dẫn anh ra chợ Bến Thành, anh ăn gì em bao tóc. Ủa, tao là ông trời, tao là sếp của thằng kỹ thuật mà. Thằng kỹ thuật, tao đuổi việc mày nha. Em giới thiệu công việc mới cho anh luôn anh kỹ thuật ơi. Rồi xong, cảm ơn anh kỹ thuật, cảm ơn ông trời, cảm ơn tất cả mọi người. Em đi về. Trời ơi, tức thiệt chứ. Ủa alo, sao tự nhiên cái giọng của tao bị gì vậy? Ủa alo, đưa tiếp theo, ủa alo. Hình như ông đuổi việc bộ phận kỹ thuật á, cho nên là bên đó đổi giọng của ông á ông ơi. Trời đất ơi, vậy giờ tao phải làm sao? Thì ông đừng có đuổi việc mấy anh kỹ thuật nữa, ông nhận mấy ảnh vô làm lại đi. Không, tao nhất quyết không chịu. Ông mà không nhận á, là giọng ông cứ vậy hoài á. Thôi được rồi, tôi xin lỗi bộ phận kỹ thuật. Tôi nhận mấy người vô làm lại á.
Alo, alo. Ôi, cuối cùng cũng được rồi nè. Giọng ông trở về bình thường rồi nè. Chúc mừng ông nha. Chứ hồi nãy á, nghe giọng cứ kỳ, nghe cứ giống như giọng đàn bà á. Mày mới nói gì? Giọng ông kỳ như giọng đàn bà. Hả? Hả? Không, không có. Không có nói vậy. Mày đừng muốn cãi nha, hồi nãy là cái giọng ông nó bị chỉnh thôi chứ tai ông không có bị điếc nghe chưa? À không, con nói là đàn bà kỳ, đàn bà kỳ, đàn tì ba. Con là đàn tì ba. À, đàn tì ba. Ok, vậy là ông hiểu nhầm con rồi. Ông xin lỗi con nha, đàn tì ba. Dạ, không có chi. Tự nhiên khi không á, vô trúng cái đoạn lưỡi kỹ thuật như vậy, để cái bị đặt tên là đàn tì ba. Vơ lơ thiệt chứ. Cái gì vậy? Vơ lơ, mày mới nói vơ lơ hả? Dạ, đúng rồi. U là trời luôn á, mày đứng trước mặt ông mà mày dám nói cái từ đó hả? Gì? Đâu ông? Vơ lơ là tên viết tắt của con á. Con có tên rồi, ông trời Tây á đặt cả tên tiếng Việt và tiếng Anh cho con rồi. Mày đừng mà xạo, ông trời Tây ổng hiền lắm chứ làm gì đặt cái tên là vơ lơ. Rồi bây giờ tên đầy đủ của mày là gì? Đừng nói là có một chữ O ở trong đó nha. Chữ O hả? Có hai chữ O. Có hai chữ O luôn hả? Đừng nói là có chữ N ở trong đó nha. Chữ N, có một chữ N. Ê, quá đáng lắm rồi đó nha, vừa phải thôi nha. Ủa gì vậy? Sao tự nhiên cái mặt ông hoảng vậy? Chữ L cũng có chữ L, chữ O cũng có chữ O, chữ N cũng có chữ N. Thôi mày về đi, mày về đi. Khoan, để con giới thiệu bạn thân con đã. Thôi đi về đi, không ai mượn hết. Thôi mà, con đã lựa tới đây rồi mà. Dạ, chào mọi người, em xin tự giới thiệu. Stop, đi về. Dạ, tên của em là... Đi về, đừng có nói. Dạ, tên của em... Đừng. Tên của em là Violon. Violon hả? Chữ L, chữ O, chữ N. Thì ra là vậy hả? Ủa chứ ông nghĩ là cái gì? Không có gì. Thôi đi, cái mặt ông là biết đang suy nghĩ tầm bậy rồi. Vờ cờ thiệt chứ. Mày mới nói gì? Vờ cờ? Dạ đúng, dạ. Mày đừng có nói là tên viết tắt của mày nữa nha. Dạ đúng rồi, vờ lờ với lại vờ cờ đều là viết tắt tên của con hết á. Vờ lờ là violon đúng không? Còn trong tiếng Việt á, con là vờ cờ. Vờ cờ có nghĩa là... Stop, được rồi. Thôi ông. Thôi được rồi, đi về đi. Vờ cờ nó là... Đừng nói. Vờ cờ nó là vĩ cầm. Vĩ cầm hả? Ông trời Tây đặt mấy cái tên nghe cũng hay quá ha. Thì ra là như vậy. Rồi, nữa rồi đó. Cái mặt này là nghĩ tầm bậy nữa rồi đúng không? Đâu, tầm bậy đó mà tầm bậy, không có. Vật cờ lờ thiệt chứ. Hả? Gì nữa? Vật cờ lờ là viết tắt của gì vậy? Dạ, nó là... Thôi đừng ngại, nói đi, mà cờ lờ viết tắt của gì? Là tên hay là một cái gì đó? Hả? Nó là... Thôi nói đi mà, mày là đứa cuối cùng rồi. Nó là... À, biết rồi, vui ca lên, và cờ lờ là vui ca lên, đúng không? Dạ đúng rồi, vui ca lên. Trời ơi, thiệt là mấy cái chữ viết tắt hay dễ sợ luôn á. Ủa, có cái tiếng gì vậy tụi bay? Thì hồi nãy á, đàn tranh với lại saxophone hẹn nhau trước cổng trời đó ông. À, thôi kệ tụi nó đi. Đến hôm nay là ngang đây là thấy cũng vui vui rồi đó. À, nhưng mà cũng đến lúc mình rải chiều rồi. À, ông chúc mấy đứa sẽ có một ngày vocaler vui ca lên. Dạ, tạm biệt ông trời ạ. Vui ca lên. May quá.